Chào mừng em đã quay trở lại với tựa game Summoner War. Và mình là Thành nghe gì đây? Thì nếu anh em thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Thì mình đã nhận được thêm một quái thú mới 4 sao. Đó là một kiếm sĩ, một nữ kiếm sĩ. Máu tầm khoảng 3.000, tấn công là 213. Khá là ổn. Và con này gần như là con mạnh nhất hiện tại của mình. Con 4 sao duy nhất. Kỹ năng thì nó sẽ có một cái kỹ năng đội trưởng làm tăng 25% sức tấn công của quái thú đồng minh. Mấy cái chiêu này thì một chiêu đánh được 2 phát này. Chiêu này thì nó sẽ giảm gọi là giảm thủ. Chiêu thứ 3 thì nó sẽ hấp thụ tấn công và hồi một lượng HP. Rồi, con này khá khỏe. Và mình cũng được thêm một con, mình mở hòm cũng rất là may mắn được thêm một con hệ lửa. Một con golem 3 sao. Con này thì các chiêu thức nó giống cái con boss mà lần trước mình đánh ấy. Chúng ta sẽ có một chiêu giảm 40% sát thương khi mà cái lượng HP dưới 50%. Chiêu này đánh lan này. Còn chiêu này thì gây ra 25% cơ hội gây ra bất tỉnh. Khá là ổn. Và mình sẽ dùng cái đội hình này để đi phó bản nha anh em. Chúng ta sẽ vào trong cái phần trận đánh. Mình sẽ đang chiến đấu ở khu vực tàn tích. Này, chiến đấu thôi, tiến lên. Chúng ta sẽ đối đầu với một con 3 sao cả. Con gì đây? Wow, nó có mấy chiêu gì đây? Khó chịu phết đấy. Nào, tấn công thôi. Và cái đội hình của mình thì mình sẽ này là mạnh nhất hiện tại. Mình sẽ bỏ cái thằng chiến binh và cái con sói địa ngục đi. Chúng ta sẽ bắt đầu vào thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ đối đầu với ba con người chim. Mình sẽ dùng Aqua Hurricane. Tiếp theo là mình sẽ dùng chiêu Anchor Shot này. Bắt nó. Kháng này thì cũng chết đi em. Wow, 108 máu đấy. Mình sẽ giảm thủ của mày xuống trước nha. Giảm thủ này. Và bây giờ sẽ tấn công lan là đẹp. Quá khỏe. Đây là chính là cái combo kết hợp cực kỳ mạnh của mình. Rồi mình tập trung đánh một con trước đã nhá. Nào, và dùng cái steady shot bắn bạo kích này. Ui chà, nó bay tới à. Kháng giảm thủ à. Mệt phết nhờ. Mình bị mất cả lượt kìa đúng không. Rồi thì chúng ta sẽ đánh bằng chiêu thường đã. Chiêu thường này đánh đi. Bắn cung thường. Cung thường cũng chết rồi. Sao nó tập trung đánh với mình nhỉ. Khó chịu rồi đây. Mình sẽ có thể hồi một ít máu bằng cách đánh chiêu này. Đấy. Con này thì sẽ dùng cái impact bạo kích. Và con này chúng ta sẽ dùng cái hồi máu đi. Hồi máu. Bắn thường thôi là con người chim sẽ chết. Chết. Hay chưa. Con này trâu bò này anh em. Rồi mình sẽ giết hai con bên cạnh trước anh ạ. Dùng tuyệt chiêu là Anchor Shot này. Bắn. Bắn này. Không chết kìa. Giảm thủ kìa. Mệt rồi. Mình bị choáng chứ. Chúng ta sẽ dùng chiêu lan. Đánh nó này bạo kích. Giảm thủ à. Mình sẽ hồi máu cho thanh niên này cái là được. Hồi máu lên. Chúng ta sẽ dùng cái steady shot bắn. Ba thêm ba cục nữa này. Mình sẽ giảm thủ con này xuống trước nhá. Giảm thủ đã này. Bạo kích. Và đó sẽ dùng cái impact để kết thúc. Không chết kìa. Trâu phết đấy. Bạo kích này. Đỡ đi. Rồi mình sẽ mở thêm cái hòm một cái defense cộng 3 này. Tầng tiếp theo thôi. Vẫn là mấy con người chim. Khó chịu phết đấy. Rồi và mình sẽ cố gắng đánh cái này để được xem con nào mới không. Ở đây thì ta sẽ dùng cái Aqua Hurricane trước. Vẫn là thế thôi. Xong dùng cái Anchor Shot để bắn con này. Một hit này chết luôn. Ở đây thì mình bị choáng à. Choáng khó chịu nhờ. Bạo kích này. Rồi một hit. Mình sẽ dùng cái tuyệt chiêu thường đã. Con này cần phải giảm cái thủ của nó đi. Ai chà. Chém liên hoàn. Đấy chết luôn. Có cần hồi máu không? Không cần, chưa cần vội. Đánh cái này trước. Steady shot bắn. Chết. Hay rồi.
Đánh vào con golem được, con golem nó trâu bò. Mình sẽ giảm thủ của hai con này luôn. Đấy, đã giảm thủ và tấn công thôi. Chịu sao được. Chiêu nước này, chết. Ôi chà, bạo kích kìa, 1000 máu. Ghê vậy. Mình sẽ hồi máu cho chính bản thân mình trước đã. Con này sẽ bắn thường đã này. Bắn thường đã này. Bạo kích kìa. Trâu thế. Làm sao bây giờ? Cái này thì sẽ có thể là hồi một lượng máu cũng được, nhưng mà thôi đánh cái chiêu này đi. Sượt qua này. Chúng ta đang kích hoạt cái chiêu 3 của con Golem. Cũng là chiêu lan luôn kìa. Khỏe phết nhở. Aqua Hurricane, một bé chết. Anchor Shot bắn chết con thứ hai, còn một con duy nhất thôi. Giảm thủ đi, giảm thủ nó xuống. Đúng rồi. Và một Impact bắn tiêu diệt. Hay. Đó là kết hợp quá tuyệt vời. Mở hòm được tướng không? Bí kíp vô danh này, ngon. Rồi rồi, chúng ta có một cái bí kíp vô danh rồi. Chúng ta có thể là triệu hiệu, hiệu triệu quái thú. Hai con quái thú nữa. Con gì đây? Lên nào, 3 sao đi. Đây, trả một cái hòm, lại một cái hòm. Cái hòm có 1 sao thôi. Hiệu triệu đồng minh này. Wow, đồng minh mình đủ điểm ở đây. Hoàn toàn có thể hiệu triệu được này. Để xem được con gì không. 3 sao đi. Ui, con rồng à. Wow. Chúng ta có một con rồng này, con Salamander. Tấn công và là giảm khả năng tấn công của đối phương trong 2 lượt, 50% cơ hội. Bão cát. Con này khá đẹp nhờ. Thông tin chuyển hóa. Cái gì đây ta? Ui, chuyển hóa cái quái vậy, không hiểu lắm. Mình còn dùng được cái bí kíp vô danh trong vòng một turn nữa. Skip này. Con gì đây? Ôi giời. Con là Smile. Slime. Đây là một con Slime. Và mình sẽ cần nâng cấp quái thú của mình lên. Ấn thạch mình sẽ khắc hết lên này. Khắc hết lên. Defend này. Khắc hết luôn. Đó. Để nó mạnh hơn một chút. Rồi. Hiệu ứng. Set hiệu ứng down gì đó. Thử thách hoàn thành nhiệm vụ của người hiệu triệu xong luôn này. Thử thách bên này cũng hoàn thành một cái đao bén. Mình đang cố gắng đi hết cái cửa này cái nhở. Tàn tích Cabis đang cố gắng đi nốt đây. Còn 3 cửa nữa. Hủy diệt này. Team nó khỏe quá nhở. Wow, có gì đấy? Còn Rakan. Mình sẽ dùng chiêu đầu tiên, chiêu nước vào cái bọn lửa này. Ui, sượt qua kìa. Nó khỏe lắm nha. Stun không? Choáng rồi, được thêm một lượt nữa. Hay. Quá hay. Giảm defense, nhưng mình vừa mới búp cho mấy con này rồi, nên không lo lắng lắm. Tuyệt chiêu lan. Chết, không chết kìa. Sượt qua này, bắn một chiêu steady shot. Bắn chết này, đỡ không. Chiêu đầu tiên, chiêu cột nước này. Chiêu thứ hai là chiêu bắn. Có stun không? Không cần stun. Nó còn bắn lửa người mình nhờ. Ây chà, mình sẽ dùng chiêu chém hai phát. Đó, khỏe phết đấy. Chiêu khá khỏe. Bạo kích này. Tiếp tục này. Và chiêu bắn thường. Bắn thường. Nó vẫn đập mình phát kìa. Khó chịu. Đây rồi, chúng ta đối đầu với con boss. Nó khỏe hơn một chút so với những con còn lại. Đòn nước này. Dùng tất cả chiêu mạnh nhất có thể. Lên này, không giết được. Có bị đánh 3 phát kia chứ không phải đánh 2 phát nữa. Nào, giảm cái thủ nó xuống này. Sau đó sẽ là cái tuyệt chiêu đánh lan. Châu bò này, xem ai châu hơn. Xem ai châu hơn ai. Vẫn không chết. À chết rồi, đam nối tiếp như kiểu là đam độc ấy. Hút một lượng máu cho nó đó.
Rồi hồi sinh lực này, impact này. Một mình con này thì không thể ăn được mình, nó có 3 con. Chết hai còn mỗi một con boss hơn máu một chút. À, khỏe phết nhở, chém 2 phát, 3 phát. Chết luôn. Hòm sẽ được tướng không? Tướng đấy, bí kíp vô danh. Thôi cũng được. 3 con mới trong cái cửa này nha. À, con người gì đây? Linh hồn hệ phong à? Hệ gió à? Tăng công kìa. Đấy cha. Búp công các kiểu kìa. Không búp thủ thì chết đi. Đóng băng. À stun. Không được. Chém liên hoàn. Chết một con này. Hay rồi, hay rồi. Chiêu này trước. Bao nhiêu máu? Đàm nối tiếp bình thường. Ui, khỏe đấy. Chẳng phải bình thường đâu. Hồi máu này. Lấy con này trước. Con này trước này. Sau đó mình sẽ dùng chiêu lan. Chiêu lan. Chết cả hai con. Tăng ra tạo ra tới công thôi. Tỷ lệ crit và tăng cái thanh hồi, gọi là hồi tấn công ấy, rất là nhanh. Chúng ta sẽ dùng tuyệt chiêu cuối luôn. Hy vọng nó sẽ giết được. Không, à, giết được rồi, hay rồi, hay đấy. Tấn công 2 phát. Và sau đó sẽ là impact thôi. Impact đợi đằng kia giảm thủ đã. À, rồi mình sẽ dùng cái chiêu chiêu này thì nó sẽ tấn công. Thôi mình dùng chiêu đầu đi. Chiêu đầu luôn. Chiêu đầu để chiêu kia đánh con boss đằng sau. Đây là con boss mặc giáp rồi. Ây da. Búp công. Đánh luôn à. Sợ thế. Hồi máu lên nào. Xóa bỏ hiệu ứng luôn. Con này trước nha. Anchor shot này. Chết. Được thêm một lượt bắn free đó. Giảm giáp xuống đã. Giảm giáp này. Cũng chất luôn cái con ở ngoài cùng. Sau đó dùng chiêu lan thôi. Chiêu lan. Chiêu lan. À, rồi mình sẽ dùng chiêu Aqua Hurricane. Bắn nó phát nữa. Bắn nó. Rồi. Vào đây. Ui chết rồi. Chết con kia rồi. Chết con mạnh nhất của mình rồi. Nó đang bị choáng à. Đam mạnh hơn tại vì nó bị choáng hoặc là bị đóng băng. Cái hiệu ứng nó là thế. Chúng ta sẽ sang tầng đây là cái cửa cuối cùng không? Chưa, còn một cái cửa tên là phản chắc nữa mới gọi là xong. Bắt đầu, hai con 2 sao và một con 3 sao. Chúng ta đánh con nào trước nhở? Đánh cái con này trước đi. Chúng ta sẽ dùng cái chiêu Aqua Hurricane này. Aqua Hurricane này. Bắn cái chiêu 2 luôn. Bạo kích này hay rồi, tuyệt vời. Giảm thủ xuống. Sau đó sẽ dùng chiêu chiêu lan đi. Ai chà, con này gần chết này. Có hôn lên hồi máu không? Hồi máu trước ạ. Sau đó mình sẽ bắn thường vào cái con này. Nó bị hai lần độc đúng không? Cửa 2 này. Bị tập trung nhiều nhất là con này ở hiện tại. Khổ vãi. Rồi, dồn hết đam vào một con đã. Tính sau, để nó chết đi đã. Một bé này. Con này tiếp theo. Con này được búp công. Nó khá là khỏe. Tăng tấn công rồi. Nó mất một lượt nữa. Hồi máu này. Loại bỏ hiệu ứng luôn. Sau đó dùng cái anchor shot. Bắn. Vẫn đánh mình à. Con này bựa thật. Và đây là sẽ là con boss. Tăng tấn công. Rồi, chắc con búp máu rồi, đen rồi, đen rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng chiêu
Chừng nào đây? Chừng này giảm thủ lan này, được đấy. Và giờ sẽ dùng chiêu đánh lan. Đánh lan này đang nối tiếp trong 3 turn. Bảo kích này, đánh đi. Chúng ta sẽ dùng chiêu đầu tiên, à chiêu cuối cùng đi. Chiêu cuối cùng nó sẽ hồi một lượng máu cho chúng ta. Rồi, cũng chết luôn cái con kia. Chết mất đam chính rồi. Rồi, và tiếp theo ta sẽ dùng cái tuyệt chiêu nào thì cũng được thôi, chiêu này đi. Chúng ta sẽ dùng chiêu bắn impact nhá, impact từ con golem để tiêu diệt cái con quái dị ở đây. Chúng ta sẽ thu cái chính xác này và mình sẽ có thể lên tầng cuối cùng trong này. Hai con boss cấp 4 rồi. Không biết có ăn nổi không đây. Hy vọng sẽ ăn được. Chắc cũng cần phải 3 cửa để có thể vượt qua được cái này. Tăng tấn công, tăng crit các kiểu kìa. Tuyệt chiêu luôn kìa, bạo kích. Đánh một con trước nhá, tấn cấp 13, đánh luôn vào ngay. Đóng băng, không được, gần chết. Chém liên hoàn. Hay rồi. Đánh lan này. Mình sẽ cần phải hồi máu cho cái thằng này luôn. Hồi máu và giải những cái hiệu ứng có hại đi. Bạo kích. Rồi và cũng chết luôn. Hài tuyệt. Cửa số 3 này tăng tấn công à. Nó sẽ đập mình luôn bằng cái tuyệt chiêu của nó. Chúng ta sẽ phải dùng, không dùng được hồi máu rồi. Cố gắng vậy. Thằng này đang là cấp 4 à. Đúng không? Đây cấp 4 đúng không? Có đóng băng thì tuyệt, nhưng không có đóng băng. Nhưng mà thôi không sao. Đây mình sẽ hồi được một lượng máu cho chính mình đây. Hồi máu. Chúng ta sẽ dùng cái thiệt chiêu này. Chiêu nước này. Và mình sẽ dùng cái thiệt chiêu anchor shot đi. Chiêu mạnh hơn cái chiêu bắn thường. Chết này. Cái gì đây? Wow, hai con gọi là thiên sứ linh hồn hệ phong. Ui, bia đánh boss này. Thôi. Lá chắn à? Ui, tôi chết tôi rồi. Tiếp tôi ấn nhầm rồi anh em. Đáng lẽ phải hồi máu cho cái con kia trước. Bị hồi máu không kịp nữa. Còn lá chắn nè. Lá chắn này. Đam nối tiếp à. Nó có đòn lá chắn nên gần như là chúng ta không thể làm mấy được. Ây chà, mệt rồi. Cái này là auto đúng không? Hai con boss này gần như mình chưa tiêu diệt được. Hồi máu không? Hết hồi máu. Ây chà, mình đang để ô tù à? Mấy con này gần như là không ăn được tại vì không có chiêu gì cả. Chết nốt cái con bắn cung à? Gớm nhở? Bắn này, bạo kích này, vào đây. Chúng ta ít nhất phải giết được một con. Ít nhất là giết được một con. Một con đã chết. Và mình cũng gần chết. Mình có thể dùng được cái hồi sinh bằng 10 cái cục game. Đây rồi. Đánh boss thật sự là khó. Không đơn giản. Dùng tuyệt chiêu này có khả năng gây ra stun. Stun choáng rồi, bắn thêm một lần nữa. Rồi chết luôn. Kết hợp đòn hay thật. Thật ra con này cũng không quá khó đâu, nhưng mà mình tự nhiên là mình không búp máu cho cái con này ấy. Thành ra là team mình bí kíp vô danh này. Chúng ta sẽ đi thông báo về Lycana. Phép thuật sinh lực ấn thạch để trang bị
Rồi mình sẽ được gửi tới hòm. Chúng ta sẽ mở thư của Lee Kanar. Chúng ta sẽ xem cái gì đây. Chúng ta sẽ nhận một nhiệm vụ lớn từ hội đồng này. Hầm ngục Cairo, nơi hung hãn nguy hiểm nhất. Chúng ta sẽ phải khám phá cái hầm ngục Cairo nha. Hầm ngục Cairo được mở khóa là một cái đi thêm tiếp thôi. Ngọn núi trắng tuyệt đẹp, Ragon. Chúng ta sẽ lên cái núi trắng Ragon. Núi trắng Ragon cũng được mở rồi đấy. Rất nhiều chỗ được mở ra nha. Tuyệt vời. Rồi thì chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Summoner War. Bye bye.